Xin chào anh em, chào mừng anh em đến với mục soi kèo bóng đá hôm nay. Soi kèo Bỉ với Morocco 20 giờ ngày 27 tháng 11 năm 2022, lượt 2 bảng F, World Cup 2022. Trong ngày ra quân tại World Cup 2022, Bỉ đã được ca khúc khải hoàn với thắng lợi tối thiểu 1-0 trước Canada. Tuy nhiên, chiến thắng của Bỉ để lại nhiều nỗi lo hơn là niềm vui, khi mà đội bóng đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng FIFA đã có một màn trình diễn vô cùng thiếu thuyết phục. Trong suốt 90 phút thi đấu tại Ahmed Bin Ali Stadium, Quỷ Đỏ chẳng những không chứng tỏ được vị thế của đội bóng chiếu trên mà còn liên tục bị lấn lướt. Con số thống kê không hề biết nói dối khi đoàn quân của huấn luyện viên Roberto Martinez chỉ kiểm soát bóng 54%, tung ra được 9 pha dứt điểm và để đối thủ oanh tạc cầu môn tới 21 lần. Nếu không nhờ tài năng của thủ thành Thibaut Courtois với pha cản phá 11m thành công cùng hàng loạt tình huống cứu thua khác, Bỉ có lẽ đã phải chấp nhận mất điểm hay thậm chí là trắng tay. Nếu cứ chơi như những gì đã thể hiện ở lượt trận mở màn cũng như trận thua Ai Cập ngay trước thềm vòng chung kết, rất khó để Bỉ có thể khuất phục được Morocco, đội bóng được đánh giá nhỉnh hơn Canada và mạnh chẳng kém gì Ai Cập. Chưa từng vượt qua vòng bảng ở cả 5 lần tham dự World Cup trong quá khứ, nhưng Morocco đã cho thấy rằng họ hoàn toàn đủ khả năng làm nên lịch sử trên đất Qatar. Ở lượt trận mở màn, Morocco đã thi đấu rất tốt và có được một điểm xứng đáng trước Croatia. Với lối chơi giàu sức mạnh và đầy tính kỷ luật, Morocco đã khiến hàng công của nhà đương kim Á quân im tiếng và chỉ tung ra được vỏn vẹn 6 pha dứt điểm. Không chỉ chắc chắn ở khâu phòng ngự, Morocco còn tỏ ra vô cùng nguy hiểm trong các tình huống lên bóng chớp nhoáng, có sự góp mặt của những cái tên nổi bật như Hakim Ziyech, En-Nesyri hay Achraf Hakimi. Đây chính là lý do khiến Croatia không dám mạo hiểm dâng đội hình lên quá cao. Cũng cần phải nói thêm, trận hòa Croatia là trận bất bại thứ 8 liên tiếp của Morocco và là lần thứ 5 liên tiếp họ giữ sạch lưới. Tuy nhiên, để có tấm vé vào vòng trong sớm nhất trước khi đối đầu với Croatia ở lượt trận tiếp theo, khả năng cao Bỉ sẽ chơi tấn công nhằm mục tiêu 3 điểm. Với kèo châu Á Bỉ chấp 0.5, anh em cân nhắc kèo trên. Chốt kèo châu Á, Bỉ chấp 0.5 full time. Dù vẫn được coi là ứng cử viên sáng giá cho chiếc cúp vàng danh giá, nhưng không thể phủ nhận rằng sức mạnh của Bỉ đã suy giảm rõ rệt so với World Cup 2018, giải đấu mà họ lọt tới bán kết và giành hạng 3. Dưới hàng thủ, Bỉ vẫn phải đặt niềm tin vào hai lão tướng Jan Vertonghen và Toby Alderweireld, cặp trung vệ có tổng số tuổi lên tới 68. Ở hàng tiền vệ, nếu như Yuri Tielemans đang không có phong độ tốt và vừa trải qua 45 phút đáng quên trước Canada, thì Axel Witsel cũng chỉ chơi ở mức tròn vai. Trên hàng công, chấn thương của Romelu Lukaku cùng một Eden Hazard đã qua thời đỉnh cao, khiến mọi hy vọng được dồn lên đôi vai của De Bruyne. Trước một đội bóng non trẻ vừa mới trở lại World Cup sau gần 4 thập kỷ như Canada, kinh nghiệm cùng chút may mắn đã giúp Bỉ giành chiến thắng. Nhưng khi đối thủ là một Morocco già dơ và bản lĩnh hơn rất nhiều, người hâm mộ có lý do để nghi ngờ về khả năng mang về điểm số của Bỉ. Tuy nhiên, đẳng cấp ngôi sao sẽ giúp Bỉ vượt cạn thành công. Ở kèo châu Âu, anh em cân nhắc Bỉ. Chốt kèo châu Âu, Bỉ thắng. Dù vừa có một ngày thi đấu xuất thần để bảo toàn thắng lợi cho Bỉ, nhưng xem ra thủ thành Thibaut Courtois khó lòng giữ sạch lưới ở lượt trận sắp tới bởi sức tấn công của Morocco không tệ chút nào. Trước khi bất phân thắng bại cùng Croatia trong trận cầu không bàn thắng, Hakim Ziyech cùng các đồng đội đã trải qua 7 trận bất bại liên tiếp, trong đó có đến 6 lần họ ghi được tối thiểu 2 bàn. Trái lại, chiến thắng tối thiểu trước Canada mới là lần thứ 3 Bỉ giữ sạch lưới sau 14 trận gần nhất. Đó là những cơ sở để tin rằng 90 phút sắp tới tại Antumama Stadium sẽ diễn ra phóng khoáng và đầy áp bàn thắng. Với kèo tài xỉu 2.5, anh em cân nhắc của tài. Chốt kèo tài xỉu 2.5, chọn tài full time. Chốt kèo. Kèo châu Á, Bỉ chấp 0.5 full time. Kèo châu Âu, Bỉ thắng. Kèo tài xỉu 2.5, chọn tài full time. Dự đoán tỷ số Bỉ 2 Maroc 1. Chúc các anh em may mắn. Like và subscribe để ủng hộ kênh cũng như xem những video soi kèo bóng đá mới nhất nhé.